Thưa quý ông bà và anh chị em, thời gian tới đây thì tôi sẽ giải thích, sẽ hướng dẫn một số cái khái niệm hay là kiến thức về vấn đề bí tích. Vậy thì chúng ta cứ nói bí tích trước hết, phải định nghĩa bí tích là cái gì. Người Công giáo tốt là thường xuyên lĩnh nhận các bí tích. Người Công giáo là người thường xuyên lĩnh nhận các bí tích để nhờ đó chúng ta có ân sủng của Chúa, nhờ đó mà chúng ta được vững mạnh trong đức tin, đức cậy, đức mến. Vậy thì chúng ta hãy khởi đầu bằng cái định nghĩa bí tích là cái gì. Vì có nhiều người nói đến bí tích nhưng mà cũng có thể là chưa hiểu rõ. Vậy bí tích là một nghi thức. Bí tích là một nghi thức của đạo Công giáo, vừa có dấu hiệu bên ngoài khả giác, vừa có thực tế bên trong thiêng liêng. Nói đến bên ngoài là những gì chúng ta nhìn thấy, nói đến bên trong là những gì chúng ta không nhìn thấy vì thiêng liêng vô hình. Bí tích là những nghi thức vừa có dấu hiệu bên ngoài, vừa có ơn ích bên trong. Ghép lại chữ bí và chữ tích. Bí là bí nhiệm, tích là dấu tích. Bí là bí nhiệm, là điều không nhìn thấy, còn tích là dấu tích, điều có thể nhìn thấy. Vì thế xin nhắc lại cái định nghĩa, hỏi bí tích là gì. Thưa, bí tích là một nghi thức của đạo Công giáo mà gồm có dấu hiệu bên ngoài nhìn thấy và có cái phần thiêng liêng người ta không nhìn thấy. Vậy nếu nói thế thì xem ra có vẻ là cũng khó hiểu. Bí tích là những cái việc chính Chúa Giêsu đã làm ngày xưa. Khi Chúa đi rao giảng phúc âm, Chúa chữa người bệnh, Chúa lập phép rửa tội, Chúa xua đuổi ma quỷ, Chúa tha tội cho người ta, Chúa đến dự tiệc cưới Cana và Chúa thiết lập chức linh mục để tiếp tục công việc của Chúa ở trần gian. Vì thế mà bí tích không phải do con người tạo nên, không phải do giáo hội tạo nên, mà bí tích là những việc Chúa Giêsu đã làm khi Chúa hiện diện ở thế gian. Vậy Chúa Giêsu đã về trời và Ngài trao cho các môn đệ tiếp tục, trao cho giáo hội tiếp tục công việc của Chúa. Những gì giáo hội làm, phác họa lại những công việc của Chúa thì chúng ta gọi là các bí tích. Những gì giáo hội đang làm để phác họa lại, nhắc lại và nối dài, làm cho tiếp diễn công việc của Chúa ở trần gian, chúng ta gọi là các bí tích. Vì thế mà có 7 bí tích. Ở đây chắc ai cũng hiểu 7 bí tích là thế nào. Thứ nhất là bí tích rửa tội, thứ hai là bí tích thêm sức, thứ ba là bí tích mình thánh Chúa, thứ bốn là bí tích giải tội, thứ năm là bí tích sức dầu thánh, thứ sáu là bí tích chuyển chức thánh, và thứ bảy là bí tích hôn phối. Chúng ta vẫn đọc trong kinh cầu nguyện là một là phép rửa tội, hai là phép thêm sức thì cũng được, cũng là một cách gọi thôi. Phép rửa tội hay bí tích rửa tội cũng là một. Vậy chúng ta dừng lại ở cái khái niệm bí tích là gì. Tôi xin được nhắc đi nhắc lại, bởi vì đây là điều rất quan trọng mà nhiều người chúng ta nghe mà cũng không hiểu thấu. Trước đây Chúa Giêsu làm tất cả mọi việc ấy. Bây giờ Chúa không hiện diện hữu hình ở thế gian nữa. Giáo hội làm những công việc của Chúa. Giáo hội làm những công việc của Chúa để gì, để làm gì? Để phục vụ con người, để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của các tín hữu, để làm cho đức tin của họ thêm vững mạnh và đem niềm vui cho người tín hữu. Vì thế những việc làm của giáo hội ấy phác họa lại những hành động của Chúa Giêsu, tiếp nối hành động của Chúa Giêsu nơi trần gian, chúng ta gọi là các bí tích. Bí tích là một nghi thức của đạo Công giáo gồm có dấu hiệu bên ngoài và có phần thiêng liêng bên trong. Dấu hiệu bên ngoài là chúng ta nhìn thấy, phần thiêng liêng là chúng ta không nhìn thấy. Vậy là cái gì nhìn thấy, cái gì không nhìn thấy? Ví dụ như bí tích rửa tội, những điều nhìn thấy là chúng ta thấy nước đổ trên đầu, sức dầu trên trán hay là sức dầu trên đỉnh đầu. Điều không nhìn thấy là gì thưa? Là ân sủng của Chúa can thiệp để cho họ trở nên con Thiên Chúa, để cho họ được trở thành thành viên của giáo hội và họ được thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi tội lỗi. Đó là điều không nhìn thấy. Có một phần chúng ta nhìn thấy, tức ta gọi là tích, và điều không nhìn thấy gọi là bí. Không biết tôi nói như thế con có bảo dưới có hiểu không? Có hiểu không? Nó hơi rắc rối, vì thế tôi nhắc đi nhắc lại. Bí tích là một nghi thức của đạo Công giáo, vừa có dấu hiệu bên ngoài khả giác, vừa có thực tế bên trong thiêng liêng. Hai cái đó nó kết hợp vào việc Chúa Giêsu đã làm. Bây giờ giáo hội tiếp tục làm những công việc của Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay tôi xin trình bày thêm một cái nét nữa giúp mọi người chúng ta hiểu cái khái niệm về các bí tích là như thế nào. Nói đến bí tích thì chúng ta xem có vẻ như một cái gì xa vời nhưng mà rất là thiết thực đối với đời sống đức tin.
Nói đến bí tích thì rất là thiết thực với đời sống đức tin. Khi chúng ta đi lễ là chúng ta cử hành bí tích thánh thể. Khi chúng ta sinh con cái ra, chúng ta phải lo cho con cháu chúng ta được rửa tội. Rồi khi chúng ta ốm đau bệnh tật, hay là có bố mẹ ốm đau bệnh tật, chúng ta phải mời các cha đến để sức dầu. Đó là bí tích sức dầu. Khi bản thân chúng ta hoặc là con cái chúng ta lớn lên đến tuổi dựng vợ gả chồng, đó là bí tích hôn phối, vân vân. Vì thế mà ngày hôm nay tôi nói đến một cái khái niệm rất là đơn giản để chúng ta thấy. Lần trước tôi nói về định nghĩa bí tích rồi. Bí tích là gì thưa? Bí tích là cái nghi thức của Công giáo mà có cái dấu chỉ bề ngoài mà lại sinh ơn bên trong. Dấu chỉ bề ngoài là chúng ta nhìn thấy được, như là sức dầu, như là lấy nước đổ trên đầu, vân vân. Ơn bên trong là Chúa thanh tẩy, Chúa tha thứ và Chúa chúc lành. Vậy hôm nay tôi chỉ trình bày một cái khái niệm để chúng ta đặt song song giữa đời sống xã hội con người với đời sống đức tin của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy các bí tích gần gũi thân thiết thực đối với chúng ta như thế nào. Chắc mọi người chúng ta đều biết là có 7 phép bí tích. Tôi cùng với công các bà đọc chung một lần xem. Thứ nhất là phép gì? Thứ nhất là phép. Thứ hai là phép. Thứ ba là phép. Hình như nhiều người không đọc. Tôi mời mọi người cùng đọc với tôi nhé. Thứ nhất là phép rửa tội. Thứ hai là phép. Thứ ba là phép mình thánh. Thứ bốn là phép. Thứ năm là phép. Thứ sáu là phép. Và thứ bảy là. Cái kinh cổ thì gọi là phép thêm sức, nhưng mà thực sự chúng ta gọi cho dễ hiểu hơn là bí tích thêm sức. Đều cũng có nghĩa như nhau thôi. Vậy thì trong cuộc sống xã hội, tôi muốn nói lên cái sự gần gũi và song song giữa cuộc sống xã hội và đời sống đức tin của chúng ta thể hiện qua các phép bí tích như thế nào. Thứ nhất là đời này chúng ta khởi đầu cuộc sống trần gian bằng cuộc sinh ra khỏi lòng mẹ. Thì đời sống đức tin chúng ta khởi đầu bằng bí tích gì? Rửa tội. Ở đời này chúng ta cần phải lớn lên mỗi ngày. Thì trong đời sống đức tin chúng ta cần đến bí tích gì? Ở đời này chúng ta cần phải nuôi dưỡng hàng ngày, thân xác chúng ta phải nuôi dưỡng hàng ngày. Hôm nào mà ăn kém tí là khó chịu. Vậy thì đời sống thiêng liêng chúng ta được nuôi dưỡng bằng bí tích gì? Bí tích thánh thể hay bí tích mình thánh Chúa nhé, cũng được. Vậy ở đời này có những khi mà chúng ta có những lỗi lầm, chúng ta cần phải được người khác thông cảm và tha thứ. Trong bí tích thì đời sống đức tin chúng ta có bí tích gì để chúng ta được tha thứ? Bí tích giải tội. Ở cuộc sống đời này chúng ta ốm đau bệnh tật cần phải có thuốc để mà chữa trị. Vậy thì trong đời sống đức tin chúng ta có bí tích gì? Có bí tích sức dầu thánh. Ở đời này lớn lên, trừ khi chúng ta đi tu thôi, còn chúng ta lấy vợ lấy chồng, dựng vợ gả chồng, thì đời sống đức tin chúng ta có bí tích gì? Và ở đời này cũng cần phải có những người lãnh đạo, những người làm chủ tịch, làm phó chủ tịch. Thì trong giáo hội cũng cần có những người lãnh đạo là những người mục tử, các linh mục. Thì chúng ta cần đến trong đời sống đức tin bí tích gì? Bí tích gì? Bí tích truyền chức thánh. Cho nên mấy cái nét phác họa qua như thế, chúng ta thấy các bí tích rất là thiết thực đối với đời sống đức tin và thức thực đối với đời sống con người. Cũng như con người ta sinh ra lớn lên, ốm đau, bệnh tật, cần phải có thuốc men, cần phải được nuôi dưỡng. Đời sống đức tin chúng ta sinh ra qua bí tích rửa tội. Chúng ta lớn lên qua bí tích thêm sức. Chúng ta được nuôi dưỡng qua bí tích mình thánh Chúa. Chúng ta được tha thứ qua bí tích giải tội. Chúng ta được chữa lành qua bí tích sức dầu. Chúng ta có những người lãnh đạo thì được thánh hiến qua bí tích truyền chức thánh. Và lớn lên chúng ta lấy vợ, lấy chồng, có bí tích hôn phối. Thưa các ông, các bà và anh chị em, mấy cái lời đơn giản như thế để muốn chứng minh với chúng ta rằng các bí tích rất thiết thực với đời sống con người. Nhưng mà có nhiều người chúng ta thì lại coi nhẹ vì chúng ta ít hiểu biết, hoặc là chúng ta không để ý tới cái việc đó. Thì các bí tích để nuôi dưỡng đời sống đức tin, làm cho chúng ta lớn lên, làm cho chúng ta trưởng thành, làm cho chúng ta cảm thấy có niềm vui trong đời sống đức tin. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đang trình bày với cộng đoàn chúng ta về các bí tích. Hôm nay tôi xin trình bày thêm một cái nét nữa. Đó là Chúa trao cho giáo hội được quyền cử hành các bí tích. Bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích giải tội, vân vân. Thì Chúa trao cho giáo hội cái quyền cử hành bí tích. Chính Chúa Giêsu trao cho giáo hội cái quyền cử hành bí tích. Bởi vì trước khi Chúa về trời thì Chúa trao cho các tông đồ tiếp tục công việc của Chúa. Chúa nói các con hãy đi khắp muôn dân, quy tụ họ lại và giảng dạy
đồng thời rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi. Vì thế mà Chúa trao cho các tông đồ tiếp tục sứ mạng của Chúa đi khắp thế gian, giao giảng nước trời, đồng thời cử hành các bí tích. Vì vậy mà giáo hội có quyền quản lý các bí tích, có quyền ủy quyền để cử hành các bí tích. Cho nên khi mà có một kẻ liệt, có cha xứ đến để sức giàu, mặc dù chỉ có 2-3 người thôi, nhưng mà giáo hội, cha xứ đó đến sức giàu nhân danh cả giáo hội và hiệp thông với tất cả giáo hội hoàn vũ này. Và ơn của bí tích, cái người lĩnh bí tích ấy, cái cụ già mà được sức giàu đấy, thì được hưởng ơn bí tích là được kín múc bởi kho tàng ân sủng của giáo hội quản lý. Vì thế cho nên khi mà một linh mục giải tội cho một người đến xưng tội, là linh mục đó nhân danh giáo hội, không phải là nhân danh cá nhân. Một linh mục đi ra ngoài đảo dâng lễ chỉ có một mình thôi, nhưng mà khi mà linh mục đó dâng lễ, tức là cử hành bí tích thánh thể, thì linh mục đó là nhân danh cả giáo hội và hiệp thông với tất cả 3 tỷ người tin vào Chúa Kitô trên toàn thế gian này. Chúng ta hiểu cái ý nghĩa hiệp thông như thế. Dù có một linh mục đang ở trong tù bị bắt giam và dâng lễ, ngày xưa có những linh mục chỉ vì lý do đi tu thôi mà người ta bắt đi tù, cho nên là dâng lễ ở trong tù thì phải dâng lễ vụng trộm. Vậy thì mặc dù có một linh mục dâng lễ trong tù, nhưng mà hiệp thông với cả giáo hội, bởi vì linh mục đó cử hành bí tích thánh thể, mà linh mục cử hành bí tích thánh thể trong sự hiệp thông với giáo hội, cho nên linh mục đó không đơn lẻ một mình, không cô lập một mình, nhưng mà hiệp thông với tất cả giáo hội, bởi vì giáo hội được quyền quản lý kho tàng các bí tích, và giáo hội được quyền ủy cho người này người kia được cử hành các bí tích. Cho nên khi mà có các linh mục mới chịu chức ấy, mà không có ủy quyền của giám mục thì không được cử hành các bí tích. Ví dụ như một linh mục mới được chịu chức ngày hôm nay và ngày mai đi ra ngoài kia, có người người ta xin xưng tội, mà người đó thì trừ trường hợp kẻ liệt. Một người bình thường xin xưng tội mà người đó chưa được ủy quyền, chưa được bề trên địa phận ủy quyền cho cử hành bí tích giải tội, nếu mà người cha đó giải tội là không được phép, trừ khi gặp một kẻ liệt, người ta nguy tử, thì bất kỳ linh mục nào cũng được giải tội cho người đó. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh và thưa với cộng đoàn ngày hôm nay, đó là giáo hội có quyền quản lý các bí tích, giáo hội cử hành các bí tích, cho nên một linh mục cử hành bí tích là nhân danh giáo hội, và dù chỉ có một mình và 2-3 người tham dự thôi, thì đó là bí tích của cả giáo hội hoàn vũ này đều cử hành nhân danh Chúa Giêsu, nhân danh sự ủy quyền của Chúa Giêsu cho các tông đồ. Vì thế cho nên chúng ta khi đi xưng tội, chẳng hạn là lĩnh những bí tích giải tội, hay là chúng ta tham dự nghi thức rửa tội, có 1-2 người, có người mẹ bế con đến rửa tội và có 1-2 người đỡ đầu tham dự, chúng ta luôn luôn phải đặt vào trong cái sự hiệp thông với toàn thể giáo hội. Như tôi vừa trích dẫn một trường hợp ví dụ đấy, một linh mục mà bị giam ở trong tù, bị bắt bớ bởi vì vì người đó là linh mục, khi mà ở trong tù cử hành thánh lễ thì âm thầm, nhưng mà dù âm thầm như thế thì linh mục cũng nhân danh cả giáo hội và hiệp thông với cả giáo hội, chứ không phải nhân danh cá nhân mình. Vấn đề bí tích quan trọng như vậy, thừa tác viên, giáo hội ủy quyền và giáo hội quản lý kho tàng các bí tích. Đó là một cái nét rất là nhỏ mà chúng ta dần dần tìm hiểu. Tôi xin cảm ơn và chúng ta đứng lên để kết thúc thánh lễ. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đang trình bày với cộng đoàn chúng ta về bí tích rửa tội. Và khi nói về bí tích rửa tội thì có liên quan một vấn đề rất là quan trọng, đó là giáo huấn của giáo hội về tội tổ tông. Bởi vì bí tích rửa tội sẽ tha cho chúng ta tội tổ tông, rửa sạch cho chúng ta vết tích của tội tổ tông, đồng thời tha các tội riêng chúng ta phạm. Vậy thì tội tổ tông là giáo huấn của giáo hội, nhưng mà có nguy cơ bị chúng ta coi như là một câu chuyện thần thoại, hay là một điều gì đó lỗi thời, không phù hợp với suy nghĩ của con người thời nay. Tội tổ tông là giáo huấn của giáo hội, và con người sinh ra thì mắc tội tổ tông, đó là điều mà giáo hội đã coi như là một tín điều thuộc về đức tin. Cho nên ai là người công giáo mà không tin điều ấy thì không phải là người công giáo đúng nghĩa. Vậy tội tổ tông là gì? Chúng ta hãy lược lại từ ban đầu của lịch sử. Đó là tội của ông Adam và bà Eva.
Có nhiều người nói rằng ông bà mắc tội tổ tông bởi vì ăn cái quả táo mà Chúa cấm. Thực sự không phải như thế. Tội tổ tông là tội bất tuân phục Thiên Chúa. Tội tổ tông là tội bất tuân phục Thiên Chúa. Vì ông bà là tạo vật, Thiên Chúa là đấng sáng tạo, nhưng mà ông bà lại muốn lên ngang hàng với Thiên Chúa, đó là sự kiêu ngạo. Vì thế mà tội tổ tông còn để lại những cái dấu ấn nơi chúng ta. Mỗi khi một thế hệ sinh ra là mắc tội tổ tông truyền. Tội tổ tông đó chính là những khuynh hướng xấu tiếp tục nơi hoành hành nơi con người chúng ta. Khuynh hướng muốn phá bỏ những ràng buộc, khuynh hướng muốn sống ích kỷ, muốn sống dối trá, khuynh hướng muốn theo những cái hành động tối tăm đi ngược lại với lời mời gọi sống tốt lành, lời mời gọi của tiếng nói lương tâm. Vì thế mà xin được nhắc lại, tội tổ tông thuộc về giáo huấn của giáo hội. Con người ta bất kỳ ai hễ sinh ra là mắc tội tổ tông. Và bí tích rửa tội là tẩy rửa cho chúng ta sạch tội tổ tông. Tuy rằng hiệu quả của nó, hậu quả của nó thì vẫn còn. Vì thế cho nên chúng ta thấy cuộc sống này vô cùng phức tạp. Con người trong một nhà cũng mâu thuẫn va chạm. Cha con, vợ chồng, những tình nghĩa thiêng liêng cũng vẫn gặp những xung đột. Bởi vì đó là hậu quả của tội tổ tông. Con người chống đối Thiên Chúa chưa đủ mà chống đối nhau nữa. Con người lừa đảo đối với nhau, dối trá đối với nhau. Chính vì thế mà tội tổ tông thì Chúa tha cho chúng ta khi lĩnh nhận bí tích rửa tội. Nhưng mà hậu quả của tội tổ tông còn tùy thuộc vào thiện chí, cố gắng, phấn đấu của con người. Vì thế mà bí tích rửa tội tha cho chúng ta tội tổ tông. Mà tội tổ tông là tội Adam, Eva đã phạm ở đầu lịch sử. Cho nên mỗi thế hệ sinh ra đều mắc tội ấy. Thưa quý ông bà và anh chị em, tuần trước tôi đang nói về tội tổ tông truyền hay là tội nguyên tổ. Giáo huấn của giáo hội nói với chúng ta, ông Adam và bà Eva là cặp vợ chồng đầu tiên đã phạm tội mất lòng Chúa. Vì thế cho nên những ai sinh ra làm người thì đều mắc tội do ông bà nguyên tổ truyền lại. Tội ấy được gọi là tội tổ tông truyền hay là tội nguyên tổ. Vậy ông bà mắc tội gì? Ông bà mắc tội không vâng lệnh Thiên Chúa. Từ ngày xưa người ta vẫn có thành ngữ nói là ông bà vẫn có thói quen nói ông bà đã ăn cái quả táo ở trong vườn địa đàng. Cho nên là người Tây người ta có cái thành ngữ là người ta gọi cái yết hầu của mình ở cổ đây này, người ta gọi là quả táo của Adam. Đấy, người ta gọi là quả táo của Adam. Nhưng mà thực ra thì không phải là do ăn quả táo, mà điều quan trọng hơn là ông bà đã phạm tội vì không vâng lệnh Thiên Chúa. Vậy một câu hỏi đặt ra đó là những người lớn rồi mới rửa tội thì được tha những tội gì? Giáo huấn của giáo hội nói với chúng ta, trẻ em trước 7 tuổi thì gọi là chưa đến tuổi khôn. Trước 7 tuổi thì chưa đến tuổi khôn. Vì thế mà trẻ em trước khi đến tuổi khôn mà được rửa tội thì Chúa tha tội tổ tông truyền. Nhưng mà trẻ em đã đến tuổi khôn từ 8 tuổi trở lên và những người lớn giống như chúng ta 3, 4, 50 tuổi thì khi được rửa tội thì Chúa vừa tha tội tổ tông truyền mà Chúa lại vừa tha tội riêng chúng ta phạm. Khi được chịu phép rửa tội thì đối với những người lớn thì Chúa vừa tha tội tổ tông truyền mà lại vừa tha các tội riêng chúng ta phạm. Cho nên nếu người nào 4, 50 tuổi hay 30 tuổi mà mới được rửa tội thì Chúa tha các tội thì có thể lên rước lễ ngay mà không phải đi xưng tội nữa. Bởi vì bí tích rửa tội đã tha cho họ tội tổ tông truyền và tội riêng họ phạm. Chúng ta lưu ý như thế bởi vì cách gọi từ xưa đến nay nói đến quả táo chỉ là một cái cách nói tượng trưng, cách nói theo thói quen, cách nói theo truyền thống. Nguyên nhân gây ra sự mất lòng Thiên Chúa chính là sự kiêu ngạo của ông bà Adam và Eva. Tuy vậy liên hệ đến quả táo tôi cũng trình bày với công các bà để chúng ta thấy nó cũng có ý nghĩa. Gần đây có nhiều tác giả nói là trong lịch sử có 3 quả táo đã làm thay đổi lịch sử. 3 quả táo, chắc ở đây nhiều người biết 3 quả táo. Quả táo thứ nhất là quả táo của ông bà nguyên tổ. Bởi vì nếu ông bà không phạm tội mất lòng Chúa thì ông bà thánh thiện,
không phải đau khổ, không phải gánh lấy nhiều hậu quả của tội. Thiên Chúa tạo dựng con người và Chúa truyền cho họ là hãy sống tốt lành. Nhưng mà ông bà Adam Eva đã không vâng lệnh Chúa. Bởi vì nếu họ sống tốt lành thì họ sống thân tình với Chúa, ân nghĩa với Chúa và sống hạnh phúc. Nhưng mà vì họ không vâng lời Chúa cho nên họ chuốc lấy hình phạt, họ phải đau khổ. Vì thế mà quả táo đầu tiên trong lịch sử đã làm thay đổi lịch sử. Đó là quả táo được kể lại trong sách Sáng Thế. Quả táo thứ hai là quả táo làm thay đổi lịch sử nữa. Đó là vào thế kỷ thứ 17, một nhà khoa học là ông Newton đang ngồi đọc báo thế này, cái quả táo nó rơi bộp cái vào đầu. Ông ngồi ông nghĩ là tại sao quả táo nó lại rơi vào đầu mình? Tại sao nó rời khỏi cành, nó lại không bay lên trời mà nó rơi vào đầu mình? Và nhà khoa học đã từ đó mà nghiên cứu ra cái định lý vạn vật hấp dẫn, có nghĩa là lực hút của trái đất. Đây là một cái định lý vô cùng quan trọng. Và sau đó thì người ta áp dụng cho hệ tuần hoàn của mặt trời, của trái đất và mặt trăng. Đó là quả táo thứ hai đã đưa khoa học sang một trang sử mới. Quả táo thứ ba chắc có mọi người chúng ta đều biết, đó là Apple, là quả táo và của hãng nghiệp sản xuất máy vi tính lớn nhất thế giới, lấy cái biểu tượng là quả táo, mà quả táo ấy lại quả táo đang cắn dở. Có nhiều người bảo là quả cái máy này máy cũ rồi vì quả táo nó không tròn mà tại sao nó cắn dở. Thì không biết là người ta có ý gì người ta làm quả táo cắn dở. Có thể người ta nhắc lại cái quả táo của Adam Eva, bởi vì bà Eva khi cắn quả táo một cái, ông Adam khi cắn quả táo một cái thì nhớ lời Chúa dạy ngay. Ông Adam khi cắn cái quả táo thì nhớ ra lời Chúa đã cấm không được ăn mà lại ăn. Rồi cái quả táo của hãng Apple ấy, Apple tiếng Anh tức là quả táo, và người ta sản xuất ra máy vi tính và điện thoại rất là nhiều và mạnh nhất trên thế giới, hiện đại nhất thế giới, đạt được những cái tiêu chí như là siêu mỏng hay là hiện đại. Thế thì quả táo, hình quả táo cắn dở có thể vừa nhắc tới cho chúng ta cái quả táo của thời khởi đầu lịch sử, mà cũng có thể họ muốn nói lên rằng cái công nghệ thông tin của máy vi tính hãng sản xuất này nó còn phải nghiên cứu tiến mãi, rồi thỉnh thoảng nó lại ra các cái sản phẩm mới để cho người ta thấy rằng thì là nó tiến triển không ngừng. Ba quả táo đã làm thay đổi lịch sử, mà chúng ta biết cái hãng Apple khi mà nó sản xuất máy vi tính thì nó làm cho chúng ta thay đổi biết bao nhiêu, tiện lợi biết bao nhiêu, làm cho thế giới này thu nhỏ lại, làm cho con người đủ mọi phương tiện. Bây giờ ai cũng có máy, ai cũng có điện thoại, rồi đủ hết kiến thức, kho tàng kiến thức, rồi công nghệ hiện đại, rồi con người xích lại gần nhau, suốt ngày chat, suốt ngày nhắn tin, suốt ngày mà sử dụng các phương tiện đấy. Cho nên người ta nói ba cái quả táo làm thay đổi thế giới, và chúng ta dừng lại ở cái quả táo đầu tiên, đó là con người đã ăn trái cấm, mất lòng Thiên Chúa, và liên quan tới tội nguyên tổ của con người. Khi chúng ta chịu vi tín rửa tội thì Chúa tha cho chúng ta tội nguyên tổ, và đối với những người đã đến tuổi khôn, đã đến tuổi trưởng thành thì Chúa tha cho chúng ta cả những tội riêng mà chúng ta phạm, nhưng mà hậu quả của tội thì vẫn còn. Tôi sẽ nói vào một lần khác. Tôi cảm ơn. Chúng ta đứng lên kết thúc thánh lễ. Thưa quý ông bà và anh chị em, lần trước tôi nói về ý nghĩa của nước trong vi tín rửa tội. Nước vừa là sự sống và nước cũng là sự chết. Nước vừa làm cho con người sinh ra và nước cũng là hủy diệt sự sống. Một câu hỏi đặt ra là trong bí tích rửa tội thì khi rửa tội thì dùng nước nào, nước gì? Câu trả lời của giáo lý đó là lấy nước mà rửa tội cho những người mà trong bí tích rửa tội thì đó là nước tự nhiên. Nước tự nhiên có nghĩa là nước sông, nước suối, nước ao, nước hồ. Nước tự nhiên, nước sông, nước suối, nước ao, nước hồ là có thể lấy nước đó để rửa tội được. Tuy vậy, khi mà cần kíp, khi có việc vội kíp, tức là khi gặp trường hợp cần thiết ấy, khi mà gặp những trường hợp mà nguy cấp thì nước không phải làm phép mà cứ lấy nước sông, nước ao, nước hồ, nước sông, nước suối hay là nước ở trong chai, nước ở trong chai nước lọc cũng được để rửa tội. Và rửa tội thì thành. Khi rửa tội thì đổ trên đầu người được chịu phép và đọc rằng Giuse, Phêrô hay là Maria, ta rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nhưng mà cử hành trong nghi thức rửa tội thì phải làm phép nước. Các linh mục cử hành nghi thức rửa tội thì phải làm phép nước trước khi lấy nước ấy mà rửa tội cho những người đang xin lĩnh nhận bí tích. Vì thế cho nên là nước tự nhiên đó là nước sông, nước suối, nước ao, nước hồ. Vậy thì nước không tự nhiên có nghĩa là chất lỏng dịch
cháo, canh hay là sữa của người mẹ hay là bất kỳ một cái thứ dung dịch nào đó thì không phải là nước tự nhiên. Cho nên khi rửa tội thì không thể mà lấy những cái thứ dung dịch ấy để mà rửa tội cho một người được. Nếu có lấy thì phải nằm một những cái lý do nào rất là quan trọng, nhưng mà thông thường thì không được. Vì thế mà nước để rửa tội là nước tự nhiên, có nghĩa là nước sông, nước hồ, nước ao, nước suối, và chúng ta có thể lấy nước ở trong các chai nước lọc thì rửa tội cũng được. Và nó liên quan đến nước rửa tội như thế thì chúng ta vào nhà thờ, chúng ta thấy ở các cửa nhà thờ đấy có các bình nước phép à. Ở cuối nhà thờ cũng như hai cửa ngang có các bình nước phép. Theo truyền thống thì mỗi khi chúng ta vào nhà thờ thì chúng ta chấm tay mình vào nước phép để chúng ta làm dấu thánh giá. Vậy thì cái nghi thức ấy có ý nghĩa gì? Có nhiều người làm giống như là một thứ phù phép, và nhất là có nhiều người không cùng đức tin với chúng ta mà thấy có nhiều người thấy chúng ta vào nhà thờ, chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta chấm tay vào bình nước như thế thì họ cũng không hiểu, và có thể họ coi như là một cái thứ phù phép. Thưa, không phải là một thứ phù phép, nhưng mà khi chúng ta vào nhà thờ, chúng ta chào Chúa, rồi chúng ta chấm tay mình vào cái bình nước phép, chúng ta làm dấu thánh giá trên mình để nhắc lại cho chúng ta biết mình đã được chịu phép rửa tội. Việc mà chấm nước, chấm tay vào nước thánh hay là nước phép ở cuối nhà thờ để làm dấu thánh giá trên mình là nhắc lại cho chúng ta mình đã được chịu phép rửa tội. Đây là một cái sự kiện quan trọng, bởi vì làm cho chúng ta được tái sinh, làm cho chúng ta được nên con người mới và làm cho chúng ta được trở nên người Kitô hữu. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nên áp dụng cái thực hành truyền thống này. Đó là một thực hành rất là có ý nghĩa, bởi vì nó nhắc nhớ cho chúng ta biết mình là người được rửa tội, nhắc nhớ cho chúng ta biết mình là người Công giáo. Và khi vào nhà thờ này, mỗi lần vào chào Chúa, gặp gỡ cộng đoàn là chúng ta đến đây với tư cách là người Công giáo, chúng ta đến đây nhân danh giáo hội, và chúng ta đến đây có nghĩa với danh nghĩa là thành viên của giáo hội. Tôi xin nhắc lại, ở các cửa ngang nhà thờ và các cửa cuối nhà thờ có bình nước phép thường xuyên. Mỗi khi vào nhà thờ, chúng ta chấm tay vào đó và chúng ta làm dấu thánh giá trên mình để nhắc lại cho chúng ta bí tích rửa tội chúng ta đã lĩnh nhận, để rồi chúng ta phải sống thế nào cho nó phù hợp với cái danh nghĩa cao quý của những người mang danh Kitô hữu. Đó là ý nghĩa của việc nghi thức làm dấu thánh giá khi bước vào nhà thờ. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay tôi xin trình bày một vấn đề cũng rất quan trọng. Đó là những điều kiện nào để được rửa tội? Muốn được rửa tội thì phải có những điều kiện nào? Xin phân ra làm 3 trường hợp dễ hiểu, dễ nhớ. 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là những trẻ em từ khi mới sinh ra cho đến trước khi đến tuổi khôn, mà chúng ta vẫn quy định tuổi khôn là 7 tuổi. Đối với những trẻ em sinh ra từ khi mới sinh cho trước khi tới 7 tuổi mà muốn rửa tội thì có cha mẹ đưa đến nhà thờ rửa tội, và giáo hội rửa tội cho trẻ em đó trong đức tin của toàn thể hội thánh mà không cần một điều kiện nào. Chúng ta những đứa trẻ em như thế đưa đến nhà thờ rửa tội có sự bảo đảm của cha mẹ và được rửa tội trong đức tin của giáo hội, trong đức tin của hội thánh. Đương nhiên phải những người cha người mẹ giữ đạo, chứ còn những người cha người mẹ mà không giữ đạo thì đưa con đến rửa tội thì cũng là vô nghĩa. Bởi vì làm sao mà chúng ta trả lời câu hỏi với linh mục là tôi xin bảo đảm nuôi dạy con cái tôi theo đời sống đức tin như giáo hội mong muốn. Vì thế mà có những người mẹ mà ngăn trở hôn phối hoặc là lý do đỏ lý do kia chưa đủ cái tư cách để xin rửa tội cho con mình. Đấy là trường hợp loại trừ. Còn nguyên tắc chung là đối với trẻ em từ khi mới sinh ra cho đến trước khi tới 7 tuổi mà muốn đem rửa tội là không cần điều kiện nào, bởi vì đó là giáo hội rửa tội trong đức tin của tất cả hội thánh. Trường hợp thứ hai, những người đã từ 7 tuổi trở lên, những người lớn, những người lấy vợ lấy chồng, những người 3, 4, 50 tuổi mà muốn xin rửa tội thì phải có lòng tự do và ước muốn, đồng thời phải học giáo lý. Một là tự do, tức là không bị ai bắt buộc. Ví dụ như bây giờ chúng ta lừa người khác vào nhà thờ được rửa tội cho người ta là không được. Cho nên những cái người đã từ 7 tuổi trở lên đến tuổi học giáo lý, 3, 40 tuổi, 5, 60 tuổi thì phải có cái điều kiện là phải được tự do, hoàn toàn tự do, phải có lòng ước muốn được rửa tội và phải học giáo lý. Đấy, cái điều kiện đó là rất là rõ ràng, bởi vì cũng chúng ta khi mà đến tuổi trưởng thành xin nhập một cái tổ chức nào đó thì cũng phải hiểu cái luật lệ của cái tổ chức đó, quy định và những cái điều có liên quan. Cho nên những người đến từ 7 tuổi trở lên
thì tôi xin nhắc lại là phải có lòng tự do, có lòng ước muốn được rửa tội và phải học giáo lý. Trường hợp thứ ba là đối với những người già cần qua đời, hay đối với những người là chưa già nhưng mà trong một bối cảnh rất là cần kíp, nói ví dụ như là đang đi trên một chiếc tàu mà tàu đó có nguy cơ đắm, mà trên chiếc tàu đó có 10 người và có 5 người người ta muốn xin rửa tội theo đạo, thì lúc bấy giờ giải thích cắt nghĩa vắn tắt cho người ta nội dung của kinh tin kính, bởi vì kinh tin kính là nội dung của đức tin, là những điều cốt lõi mà chúng ta tin. Cho nên đối với trường hợp gọi là cần kíp hay là nguy tử hay là trường hợp gấp rút thì có thể rửa tội với điều kiện là giải thích cho người ta ngắn gọn về kinh tin kính. Tôi nhắc lại trong 3 trường hợp. Một là trẻ em từ khi mới sinh ra cho đến trước khi 7 tuổi có thể rửa tội mà không đòi điều kiện nào, vì chúng ta rửa tội trong đức tin của toàn thể giáo hội. Trường hợp thứ hai, những người đã từ 7 tuổi trở lên và những người trưởng thành muốn theo đạo được rửa tội thì phải có 3 cái điều này. Một là phải tự do, hai là hoàn toàn có ước muốn, thứ ba nữa là phải học giáo lý. Trường hợp những người nguy tử như là ốm đau bệnh tật mà sắp qua đời rồi không thể chờ được, hay là những người đang ở trên chiếc tàu mà chiếc tàu đó có nguy cơ đắm, thì phải đề nghị là phải giải thích cho họ ngắn gọn để hiểu ý nghĩa của kinh tin kính, và đương nhiên họ phải tự do xin rửa tội, chứ chúng ta không bao giờ ép buộc những người đã đến tuổi khôn và những người đến tuổi trưởng thành, không bao giờ đánh lừa người ta để rửa tội, không bao giờ ép buộc người ta để rửa tội, nhưng mà hoàn toàn tự do, vì theo Chúa là một điều tự nguyện cũng như là một cái sự sẵn sàng dấn thân để thực hiện những điều mình cam kết với Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đang trình bày với cộng đoàn về giáo lý, về bí tích rửa tội hay là bí tích thanh tẩy. Chúng ta có 2 cách gọi, một là bí tích rửa tội, hai là bí tích thanh tẩy. Bí tích rửa tội là nhắm một cái tên gọi nhắm tới sự việc, còn bí tích thanh tẩy là nhắm tới ý nghĩa và nội dung. Về bí tích rửa tội thì có một vấn đề liên quan, đó là người đỡ đầu. Mục đích của việc tìm người đỡ đầu là thế nào? Thưa, chúng ta sinh ra có cha mẹ về phần xác, người cha người mẹ là người cha mẹ về phần xác. Trong đời sống đức tin cũng có những người đồng hành với chúng ta gọi là cha mẹ đỡ đầu. Vì thế mà những người đỡ đầu với mục đích là để hướng dẫn, dẫn dụ, đồng hành, nhắc nhở, lưu ý cho cái người con đỡ đầu của mình trong đời sống đức tin. Người cha người mẹ nuôi dưỡng về thể xác và nâng đỡ mọi bước đường đi của cuộc sống để chúng ta lớn lên, chúng ta biết đường đi nước bước, chúng ta biết điều hay lẽ phải, chúng ta biết kính trên nhường dưới. Thì người cha người mẹ đỡ đầu là giúp cho chúng ta biết để sống đức tin. Nhờ người cha người mẹ đỡ đầu mà chúng ta chập chững từng bước bước vào đời sống đức tin. Vì thế mà có những vấn đề liên quan đến người cha người mẹ đỡ đầu. Từ nãy đến giờ tôi nói là người cha người mẹ đỡ đầu, có nghĩa là mỗi một em bé rửa tội thì có thể nhận một người cha đỡ đầu và một người mẹ đỡ đầu. Nhiều khi chúng ta không có hiểu biết, chỉ tìm có một người đỡ đầu, thế rồi tìm đỡ đầu cũng chỉ chiếu lệ thôi, cho nó xong thì thôi. Cuối cùng con mình sinh ra chẳng biết ai là người đỡ đầu cho con mình nữa. Có nhiều người cha người mẹ như thế là thiếu sót, biết ai là người đỡ đầu cho con mình, chứ còn bây giờ ra tìm một người nào vơ đại vào để đỡ đầu xong thôi, chẳng biết ai là người đỡ đầu, thì cái việc đỡ đầu ấy là vô ích. Mặc dù là chúng ta rửa tội cho trẻ em mới sinh hay là những người trưởng thành lớn rồi mới xin theo đạo, thì bao giờ cũng cần phải có người đỡ đầu. Và mục đích của người đỡ đầu là để giúp đỡ chúng ta, nâng đỡ cái người con ấy trong đời sống đức tin. Vậy thì có những điều kiện như thế nào để được là người đỡ đầu? Thứ nhất là người đỡ đầu phải là người công giáo. Người bên lương không đỡ đầu được ha. Chúng ta bây giờ sinh con ra đem đến nhà thờ, tìm một người bên lương vào đỡ đầu là không được. Thứ nhất là cái người đỡ đầu phải là người công giáo. Bởi vì là người đỡ đầu là người hướng dẫn trong đời sống đức tin. Mà người ấy không có đạo, không có đức tin thì làm sao mà hướng dẫn chúng ta trong đời sống đức tin được. Vì thế mà người đỡ đầu luôn luôn cái điều kiện đầu tiên là phải là người công giáo. Điều kiện thứ hai là người đỡ đầu phải đến tuổi thành niên, tức là phải 18 tuổi trở lên. Ai dưới 18 tuổi đỡ đầu là không được. Phải cái người 18 tuổi trở lên thì mới đỡ đầu được. Thế mà người dưới 18 tuổi là không được. Điều kiện để là người đỡ đầu cho bí tích rửa tội ấy, người điều kiện để theo như là quy định của giáo hội, một là người đỡ đầu phải là người công giáo, có thể chọn hai người đỡ đầu, một người cha đỡ đầu và
và một người mẹ đỡ đầu cũng được. Có nhiều người trong chúng ta vẫn có thói quen từ xưa tới nay, vì điều kiện khó khăn, vì thiếu hiểu biết giáo lý, cho nên chỉ tìm một người đỡ đầu, thì tìm hai người đỡ đầu, người cha, người mẹ. Thứ hai nữa là có nhiều người tìm người đỡ đầu cho con mình xong rồi chẳng biết ai là người đỡ đầu nữa, thì chỉ đỡ đầu cho chiếu lệ thôi mà không có thực hành được cái nội dung hay là ý nghĩa của việc mà giáo hội mong muốn. Tôi xin nhắc lại điều kiện để đỡ đầu được theo như hướng dẫn quy định của giáo hội, đó là: một, phải là người công giáo, và điều kiện thứ hai, phải là người đến tuổi thành niên, tức là từ 18 tuổi trở lên. Tôi xin cảm ơn. Thưa quý ông bà và anh chị em, tuần trước tôi đã giải thích cái khái niệm, một cái danh từ mà báo chí ngoài xã hội người ta thường dùng, đó là cơ đốc. Chữ cơ đốc bắt nguồn từ chữ Kitô, và theo phiên âm tiếng Hán, ngày xưa chúng ta đọc tiếng Latin thì phiên ra là Kirisito, tiếng Hán thì đọc là cơ lợi tư đốc, cho nên người ta mới nói tắt lấy một chữ đầu và chữ cuối gọi là cơ đốc. Cơ đốc có nghĩa là Kitô. Hôm nay tôi xin giải thích một trả lời một câu hỏi nữa liên quan đến bí tích rửa tội, đó là tại làm sao mà khi đi rửa tội thì các trẻ em là nam thì phải người đàn ông đỡ đầu và nữ thì phải người đàn bà đỡ đầu, trong truyền thống thực hành của chúng ta như thế. Hỏi có luật nào buộc phải như vậy không? Thưa, không có luật nào buộc. Nhưng mà chúng ta theo truyền thống thói quen, xuất phát từ một mối liên hệ thiêng liêng mà chúng ta gọi là họ thiêng liêng. Người đàn ông, một người nào đó đỡ đầu cho một trẻ em, thì giữa người đỡ đầu và trẻ em được rửa tội ấy có mối liên hệ họ thiêng liêng. Giáo luật đưa ra bốn cái mối liên hệ họ như thế này, mà khi điều tra hôn phối hay là khi cử hành hôn phối thì phải xét đến bốn cái mối liên hệ họ hàng. Thứ nhất là họ máu, là họ gọi cô bác chú gì nội ngoại gọi là họ máu. Thứ hai là họ kết bạn, tức là chị dâu với em chồng với anh chồng là có họ kết bạn, hay là anh rể với em vợ hay là chị vợ thì có cái mối tương quan là họ kết bạn. Thứ ba là họ thiêng liêng. Họ thiêng liêng là sinh ra do khi mà chúng ta đỡ đầu cho một người nào đó thì giữa người đỡ đầu và giữa cái người được rửa tội ấy có mối liên hệ thiêng liêng. Thứ bốn là họ nuôi. Khi mà nhận là một người con nuôi mà có làm thủ tục về xã hội dân sự thì giữa thành viên trong gia đình ấy cũng tạo nên một cái mối liên hệ gọi là họ nuôi. Vì thế mà tôi nhắc lại, giáo luật quy định bốn cái mối tương quan gọi là họ hàng. Họ hàng máu huyết thì đơn giản ai cũng hiểu. Họ thứ hai là họ kết bạn, giữa anh rể với em vợ là họ kết bạn. Họ thứ ba là họ thiêng liêng, là do những người đỡ đầu trong bí tích rửa tội. Thứ bốn là họ nuôi, tức là nhận nuôi một người con thì có mối liên hệ họ nuôi, khi nào mà họ nuôi được đăng ký ngoài xã hội. Vậy thì vì thế cho nên là trong thực tế thường là những em trai được rửa tội thì đàn ông đỡ đầu, em gái mà rửa tội thì đàn bà đỡ đầu, là bởi vì giữa người đỡ đầu và giữa người được rửa tội sinh ra một mối liên hệ gọi là họ nuôi. Và trong truyền thống thì làm như thế cho nó chắc, bởi vì họ nuôi thì không lấy nhau được. Cho nên người ta mới, người đàn ông đỡ đầu thì để không bao giờ là lấy cái người con mà mình sẽ đỡ đầu, hoặc là các bà đỡ đầu cho những các trẻ em nữ để không bao giờ mà có cái chuyện lấy nhau được, bởi vì họ nuôi ấy là không bao giờ lấy nhau, không được phép lấy nhau giữa những người đỡ đầu và những người được đỡ đầu. Cho nên trong giáo hội, trong truyền thống thì các người đàn ông đỡ đầu trẻ nam, các người đàn bà đỡ đầu trẻ nữ, để tránh sau này nhỡ may người ta lấy nhau thì mắc ngăn trở về họ nuôi. Không, có bà có hiểu cái điều đó không? Nhưng mà lần trước tôi cũng đã nói rồi là chúng ta đem con đi rửa tội nên nhận cho con mình cả người bố đỡ đầu và cả người mẹ đỡ đầu. Và nếu giả sử như không tìm được cả hai người đỡ đầu thì kể cả người đàn bà đỡ đầu cho trẻ nam cũng được, và người đàn ông đỡ đầu cho trẻ nữ cũng được.
Đương nhiên chúng ta vẫn giữ cái mối liên hệ gọi là họ thiêng liêng mà tôi vừa trình bày. Cốt lõi của cái câu trả lời hôm nay tôi muốn đưa ra để cho mọi người hiểu là tại làm sao trong truyền thống cứ đàn ông thì đỡ đầu cho trẻ con nam và đàn bà thì đỡ đầu cho trẻ con nữ, bởi vì giữa hai người đó có một mối liên hệ gọi là họ thiêng liêng. Giữa hai người đó có mối quan hệ gọi là họ thiêng liêng do việc họ đỡ đầu cho cái đứa trẻ ấy. Vì thế mà trong luật hôn phối thì cấm giữa những người ấy kết hôn với nhau. Vì thế cho nên người ta làm thế cho nó khỏi phải lỡ sau này có trường hợp mà chẳng may lấy nhau thì lỗi luật. Cho nên trong truyền thống thực hành vẫn làm như vậy. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đang trình bày với cộng đoàn những chi tiết giáo lý có liên quan đến bí tích rửa tội hay là bí tích thánh tẩy. Đây là những điều rất là quan trọng và thực tế đối với mỗi người chúng ta. Lần trước tôi giải thích về vấn đề về người đỡ đầu trong bí tích rửa tội. Hôm nay tôi đặt một vấn đề khác. Đây cũng là điều tôi đã nói một hai lần, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rõ, đó là vấn đề nhận tên thánh khi chúng ta được chịu phép rửa tội. Mỗi người chúng ta khi rửa tội thì nhận một tên thánh, có người nhận tên thánh Giuse, tên thánh Phêrô, tên thánh Maria, Teresa, vân vân. Vậy thì việc nhận tên thánh có ý nghĩa như thế nào? Có nhiều người thì có ác cảm với giáo hội, cho nên họ xuyên tạc, họ cho là người có đạo khi mà rửa tội thì lấy một tên Tây để trở thành người Tây, mất gốc Việt Nam. Đó là một lối xuyên tạc. Vậy thì khi chúng ta rửa tội, chúng ta nhận tên thánh có ý nghĩa gì? Trong hành trình đức tin đi theo Chúa, chúng ta nhận một vị thánh làm mẫu gương cho chúng ta. Nhận Đức Mẹ, nhận Thánh Giuse, nhận Thánh Phêrô, nhận Thánh Phaolô là mẫu gương cho chúng ta để chúng ta theo Chúa. Các thánh là những người đã theo Chúa một cách hoàn hảo. Các thánh là những người mến Chúa, yêu người. Các thánh là những người đạt tới vinh quang của sự thánh thiện. Vậy thì khi chúng ta nhận Thánh Giuse, chúng ta nhận Thánh Phêrô là chúng ta muốn cuộc đời của chúng ta giống như Thánh Phêrô, để chúng ta bắt chước Thánh Phêrô, bắt chước Thánh Giuse, bắt chước Đức Mẹ để chúng ta nên thánh. Nếu chúng ta bắt chước Đức Mẹ thì Đức Mẹ nổi bật về sự khiêm nhường, Đức Mẹ nổi bật về sự vâng lời. Chúng ta muốn noi gương Đức Mẹ để sống khiêm nhường, để sống vâng lời. Khi chúng ta nhận một vị thánh khi rửa tội là chúng ta muốn mong ước được noi gương giống như vị thánh đó. Đó là ý nghĩa quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta chỉ tôn thờ một Chúa thôi, mà các thánh cũng tôn thờ Chúa. Chúng ta nhận một vị thánh quan thầy để chúng ta tôn thờ Chúa giống như vị thánh quan thầy của chúng ta. Vì thế mà tên thánh, chúng ta có tên thánh là Maria, Teresa, Giuse, Phêrô, Phaolô v.v. thì cũng gọi là tên của bí tích rửa tội. Người nước ngoài người ta gọi là tên rửa tội của anh là gì? Tên rửa tội của tôi là Giuse, là Phêrô, là Maria. Người ta hỏi tên của gia đình của anh là gì? Tên gia đình của tôi là Nguyễn Thị gì đấy hay Phạm Văn gì đấy. Nhưng mà tên bí tích rửa tội là gì? Là tên thánh là Giuse. Vì thế mà mỗi chúng ta khi rửa tội thì bố mẹ chúng ta đã nhận một vị thánh quan thầy. Vị thánh đó là thánh quan thầy, để luôn luôn nâng đỡ và cầu bầu cho chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta giữ đạo tốt hơn. Vì vậy có một câu hỏi đặt ra, đó là vậy thì bây giờ các bà nhận tên ông Thánh Giuse có được không? Hay ông Thánh Phêrô có được không? Mà các ông khi rửa tội thì con trai, đẻ con trai ra thì nhận tên Maria có được không? Thưa được, được. Những người nam mà muốn nhận tên thánh nữ là một bà thánh thì cũng được. Bà Thánh Anna hay tên Đức Mẹ cũng được. Không có cái luật nào cấm cả. Nhiều khi chúng ta theo một cái thói quen truyền thống để cho nó khỏi quên. Thì các ông thì cứ Phêrô, Giuse, Phaolô, các bà thì Maria, Teresa, Anna. Nhưng mà giả sử như chúng ta sinh con ra một đứa con trai, chúng ta đặt tên thánh cho nó là Maria cũng được, không sao cả. Và nếu chúng ta vừa nhận tên thánh là Giuse và Maria cho nó có được không? Thưa được, không sao cả. Ở đây có hai đức cha Phêrô Maria Khuất Văn Tạo an táng ở giữa đây, và đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương an táng ở bên cạnh đây. Các đấng đã nhận một là Thánh Giuse hay là Thánh Phêrô và kèm theo Đức Mẹ nữa. Còn đức cha Trương Cao Đại thì an táng ở bên này, thì chỉ có một tên thánh là Giuse thôi. Cho nên chúng ta muốn nhận hai tên thánh cũng được. Các bà mà sốt sáng đạo đức, sinh con gái ra đặt tên Đức Mẹ là quan thầy là Maria, nhưng mà muốn xin Thánh Vicente cầu bầu cho con mình đặt tên là Vicente hay là Anton cũng được.
miễn là cái việc đặt tên thánh ấy phải là một việc làm đạo đức, có ý thức và đồng thời kèm theo cái lời cầu xin để con mình nên giống vị thánh đó. Tôi xin nhắc lại nội dung giáo lý tôi trình bày hôm nay, đó là đặt tên thánh cho con mình, cho người rửa tội, được rửa tội có ý nghĩa là xin đấng thánh đó cầu bầu cho mình để mình nên giống như vị thánh đó trong hành trình theo Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, hơn một năm vừa rồi tôi đã trình bày giáo lý liên quan đến thánh lễ và một số cái khái niệm mà có thể là chúng ta chưa có dịp để tìm hiểu. Và thời gian những cái bài tiếp sau thì tôi cũng vẫn để giải thích, nhưng mà tôi chuyển sang một cái chủ đề rất là quan trọng, đó là các bí tích. Bởi vì chúng ta vẫn lĩnh nhận bí tích mà chúng ta ít khi hiểu thấu ý nghĩa của bí tích. Trong chương trình giáo lý thường tôi giải thích những khái niệm hoặc là đặt ra những cái câu hỏi, trả lời những cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra. Hôm nay lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, tôi xin trả lời một câu hỏi mà có rất nhiều người đặt ra, đó là tại sao lại phải rửa tội cho trẻ em khi còn nhỏ mới sinh? Đây là một câu hỏi nhiều người lương dân không cùng tôn giáo với chúng ta và nhiều bậc phụ huynh cũng đã đặt ra câu hỏi ấy trong một cái thời đại mà người ta quá nhấn mạnh đến tự do, cho nên nhiều khi người ta quan niệm lệch lạc về tự do. Tại sao rửa tội cho trẻ em sau khi mới sinh? Trước Công đồng Vaticano thứ 2 thì thường thường là rửa tội cho trẻ em 8 ngày sau khi sinh. 8 ngày sau khi sinh. Đấy là theo truyền thống của người Do Thái. Chúa Giêsu sinh ra được 8 ngày thì chịu phép cắt bì. Cho nên trong truyền thống của giáo hội từ rất xa xưa, 8 ngày sau khi sinh là rửa tội. Sau Công đồng thì có thể để lâu hơn là 1 tháng thì rửa tội. Vậy câu hỏi đặt ra tại sao lại rửa tội cho trẻ em? Như thế thì nó mất tự do, trẻ con nó biết gì đâu mà đem ra rửa tội. Câu trả lời này làm cho tôi nhớ lại cái kỷ niệm tôi đã dạy giáo lý cho giới trẻ ở bên Úc năm 2008 nhân dịp đại hội giới trẻ ở Sydney bên Úc. Khi tôi nói về giáo lý và trong phần đặt câu hỏi thì có một chị độ ngoài 30 tuổi đứng lên đặt câu hỏi thế này: thưa cha, tại làm sao giáo hội cứ phải giải tội cho trẻ em mà không có để cho nó lớn lên 18 tuổi, nó tự do, nó chọn lựa. Lúc bấy giờ hỏi nó xem mày có muốn rửa tội không, thì lúc bấy giờ rửa tội có được không, mà lại cứ rửa tội cho trẻ em như thế là bất công. Như con đây này, khi con còn bé, bố mẹ con đã đè con ra để rửa tội rồi. Tôi mới hỏi chị là: chị ơi, chị ở Việt Nam, chị sang bên Úc lâu chưa? Bảo con sang đây hơn 20 năm rồi. Và khi chị đi vượt biên với bố mẹ thì chị mấy tuổi? Bảo khi con vượt biên thì mới có 5 tuổi. Đấy. Mà bây giờ là 25 năm rồi, là con 30 tuổi rồi. Tôi mới hỏi là: thế sao chị không nói với bố mẹ chị là chờ chị 18 tuổi thì hỏi chị xem chị có muốn vượt biên không, mà bố mẹ chị lại đè chị ra để cho chị lên thầu chị vượt biên để chị sang bên Úc, bây giờ chị sống nước tự do chị khổ thế, sao chị không tố cáo bố mẹ chị đi? Thế thì câu trả lời cho chúng ta thấy là phải rửa tội từ khi trẻ em còn nhỏ, bởi vì như tôi vừa chia sẻ trong thánh lễ là trẻ em được rửa tội trong đức tin của giáo hội, mặc dù nó chưa biết gì nhưng mà rửa tội trong đức tin của giáo hội, trong đức tin của người cha mẹ và trong đức tin của những người đỡ đầu. Bất kỳ người cha người mẹ nào cũng muốn cho con mình được điều tốt đẹp, vì thế 5 tuổi đã cho nó đi học, có đợi nó 18 tuổi mới hỏi xem mày có muốn học không, ta cho mày đi học không? Có ai đợi con mình 18 tuổi mới hỏi xem con ơi con có muốn học bài lễ phép không để bố mẹ dạy cho con về bài lễ phép? Có ai đợi cho con mình 18 tuổi lúc bây giờ mới hỏi rằng con có muốn mặc quần áo không hay là con không thích? Cho nên bố mẹ có quyền để lại cho con mình những cái điều tốt đẹp. Vì thế giáo hội cũng muốn lo lắng cho các tín hữu những điều tốt đẹp để đưa các em vào đạo ngay từ khi mới sinh, chừng độ 2-3 tuần hoặc là 1 tháng, để các em được rửa tội trong đức tin của giáo hội. Các em nối tiếp truyền thống tốt đẹp ấy. Và một điều quan trọng nữa đó là nhờ lời cầu nguyện của giáo hội và nhờ cái nếp mà cha mẹ và người đỡ đầu tạo cho các em từ nhỏ, các em sẽ có một nền tảng đạo đức để sau này các em trở thành những người Kitô hữu tốt. Các em học từng bước chập chững vào đời, cũng như tập nói, tập đi, tập có những lời chào, thì vào đời sống đức tin cũng phải tập tành từng bước khởi đầu. Những điều tôi vừa dẫn giải để trả lời cho câu hỏi nhiều người đặt ra tại sao lại phải rửa tội cho trẻ em khi mới sinh, đó là lý do giáo hội vẫn lưu giữ truyền thống này và hầu hết ở trong nhà thờ, trừ một số quý vị được rửa tội khi trưởng thành thôi, còn hầu hết thì chúng ta đều được rửa tội từ khi mới sinh, lý do là như vậy. Thưa quý ông bà và anh chị em, tuần trước tôi đã trình bày với cộng đoàn về câu chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính: Chúa Giêsu
chịu chết trên cây thánh giá và xuống ngục tổ tông. Tôi đã cắt nghĩa cái khái niệm và ý nghĩa của câu chúng ta tuyên xưng xuống ngục tổ tông, tức là Chúa Giêsu đến để mở cửa ngục, mà cửa ngục tổ tông là nơi giam giữ các linh hồn từ tạo thiên lập địa cho đến khi Chúa Giêsu lập công cứu chuộc trên cây thánh giá. Và cũng từ vấn đề này thì nảy sinh một cái câu hỏi khác có liên quan, bởi vì những ai sống trước Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu chưa thực hành ơn cứu độ, cho nên họ còn bị giam ở một cái ngục gọi là ngục tổ tông. Nảy sinh một câu hỏi khác, đó là các em nhỏ mà không được rửa tội, chết chưa được rửa tội thì có được rỗi linh hồn không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra. Các trẻ em mà chết khi chưa được chịu phép rửa tội thì có được rỗi linh hồn không? Và nhất là số các thai nhi bị giết hại bây giờ rất đông, rất nhiều. Mỗi một năm ở Việt Nam chúng ta có từ 1,5 triệu đến 2 triệu thai nhi bị sát hại. Vậy câu hỏi đặt ra là các trẻ em chết khi chưa được chịu phép rửa tội hoặc là các thai nhi bị giết hại có được rỗi linh hồn không? Thưa, chúng ta phải lần về với lịch sử thần học. Bởi vì trong hệ thống thần học của giáo hội có những điều thì được định tín là đức tin, không ai được quyền nói ngược lại. Nhưng có những điều còn bỏ ngỏ cho người ta bình luận, cho các nhà thần học soi xét nguồn mạch ở Thánh Kinh và cùng sử dụng lý trí để suy xét đưa đến kết luận. Ví dụ như tín điều về Chúa Ba Ngôi, tín điều về ngôi thứ hai nhập thể là thuộc về đức tin gọi là định tín thì không thay đổi. Ai là người Công giáo mà không tin như thế thì không phải là người Công giáo. Tín điều Đức Mẹ lên trời, tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, tín điều Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, vân vân. Vậy thì vấn đề các em nhỏ mà chết trước khi được rửa tội thì có hai khuynh hướng. Có một khuynh hướng trong lịch sử nói rằng các em sẽ được vào một khu người ta gọi là Limbo. Nói đến chữ Limbo thì công các bà đều hiểu là ở trên cung thánh vào mùa chay thứ 6 tuần thánh có cái màn căng thế này. Thế thì ở ngoài này là nhà thờ mà trong cái màn căng chúng ta cũng gọi là Limbo. Tôi cũng chưa hiểu là cái từ đó từ đâu tới, nhưng mà ở trong cái bức màn này chúng ta gọi là Limbo để các ông ban hành giáo chuẩn bị đóng đinh Chúa với lại chuẩn bị dựng tượng vân vân. Chúng ta cũng có cái khái niệm đấy. Nhưng mà cái chữ Limbo mà tôi đang trình bày đây không có gì liên quan với cái màn của cung thánh. Có một trào lưu thần học cho rằng các trẻ em chết mà chưa được chịu phép rửa tội thì sẽ được ở một nơi không được lên thiên đàng, bởi vì chưa được rửa tội, và các em sẽ ở một nơi gọi là Limbo, tức là các em cũng sống trong tình trạng hạnh phúc nhưng mà của những người không được rửa tội. Đó là một trào lưu thần học trước Công đồng Vaticano thứ hai, tức là trước năm 1965. Nhưng mà theo như cái tinh thần của thần học ngày nay thì phần lớn 99% người ta cho rằng các em được lên thiên đàng hưởng hạnh phúc với Chúa, bởi vì các em không được rửa tội không phải lỗi ở các em. Các em không được rửa tội không phải lỗi ở các em. Vì thế mà câu trả lời dứt khoát là phần lớn đều cho rằng các em được hưởng thiên đàng, hưởng hạnh phúc nơi thiên đàng cùng với vinh quang Thiên Chúa và các thánh, vì các em là những hài nhi vô tội. Các em bị giết hại hoặc là trẻ em mà sinh ra chưa được phép rửa tội là những người vô tội. Một câu nữa được đặt ra cũng rất quan trọng, nó đi liền với nhau. Tôi xin trả lời để công các bà thấy luôn, đó là vậy thì có bao nhiêu người xung quanh chúng ta ở thành phố Hải Phòng không được rửa tội, không theo đạo thì người ta xuống hỏa ngục hết hay sao? Một cái câu hỏi cũng rất quan trọng đặt ra. Những người mà cũng ở thành phố Hải Phòng xung quanh chúng ta mà không được rửa tội, không đi lễ thì đến lúc người chết, người ta chết thì như thế nào? Thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa quyền năng vô cùng. Thiên Chúa có thể cứu độ bằng nhiều phương tiện khác nhau. Cho nên giáo lý Công giáo đã dạy chúng ta ở số 847 sách giáo lý của giáo hội Công giáo đã dạy chúng ta như thế này. Những ai vô tình không được nhận biết Chúa mà cố gắng đi tìm đấng cao cả và đồng thời cố gắng để sống theo sự chỉ dẫn của lương tâm thì họ cũng được rỗi linh hồn. Tôi nhắc lại cái câu giáo lý, câu giáo lý số 847 trong sách giáo lý của giáo hội Công giáo nói, những ai vô tình, chúng ta nhớ cái chữ vô tình là phải nhấn mạnh, vô tình tức là không phải lỗi ở người ta, người ta không khước từ lời Chúa mà người ta vô tình. Những ai vô tình không được nhận biết Chúa nhưng mà vẫn thao thức đi tìm đấng cao cả
và cố gắng sống theo sự chỉ dẫn của lương tâm thì người ấy cũng được Chúa thương và họ được rỗi linh hồn. Có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ bằng nhiều cách khác nhau. Có những người vì vô tình mà họ không biết Chúa, có những người không biết Chúa không phải là lỗi của họ, nhưng mà họ cố gắng sống theo tiếng nói của lương tâm, bởi vì lương tâm là lề luật của Thiên Chúa đặt để trong trái tim mỗi người. Có lần khác tôi sẽ trở lại để vấn đề lương tâm, bởi vì mỗi một lần nói ít thôi thì chúng ta dễ nhớ hơn. Vì thế hai câu hỏi đi liền với nhau. Thứ nhất là các trẻ em không được rửa tội chết có được rỗi linh hồn không? Thì 99% các nhà thần học ngày xưa thì gọi là ở Limbo, nhưng bây giờ thì mọi người đều đồng ý là Chúa thương người ta vô cùng. Chúa thương người ta vô cùng, cho nên các em được hưởng hạnh phúc thiên đàng với các thánh. Câu thứ hai là có nhiều người không phải là người công giáo, tức là không được rửa tội, vậy thì chết thì như thế nào? Những ai sống mà khao khát đi tìm đấng cao cả và sống theo sự hướng dẫn của lương tâm. Các bà thấy có ba cái yếu tố trong cái câu giáo lý này nhé. Một là những ai vô tình không nhận biết Chúa, vô tình không nhận biết Chúa, tức là không phải là từ chối Chúa, mà khi đã nói về Chúa rồi người ta từ chối thì không còn vô tình nữa. Thứ hai là cố gắng đi tìm đấng cao cả, mà mặc dù mình chứ không gọi Ngài là Thiên Chúa, có thể gọi là Ông Trời, có thể gọi là Thượng Đế, có thể gọi là Tạo Hóa, nhưng mà mình tin có một đấng cao cả. Và cái điều kiện thứ ba là sống theo hướng dẫn của lương tâm. À, ba cái điều kiện ấy thì chúng ta sẽ thấy là lòng thương của Chúa thì mênh mông vô bờ, không giống như con người chúng ta. Vì thế mà chúng ta thường lấy con người để so sánh với Thiên Chúa, hoàn toàn là một cái sự so sánh khập khiễng, bởi vì Thiên Chúa không giống như con người.